Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với X Channel và đây là thằng vô văn quá. Ba chúng tôi. Đây là ba chúng tôi phiên bản thượng đẳng. Thì ngày hôm nay sẽ là một cái số nó sẽ rất là thượng đẳng, nó rất là dắt tiền, nó rất là kiểu cao sang thượng hạng. Bởi vì bọn mình sẽ bỏ kính ra bà ơi. Em đeo cái kính mới này đến giờ mọi người có thấy cái gói kẹo Supreme ở 600.000 đô của em đâu không? Đây, bọn mình hôm nay thì có cái này. Đây là Oreo phiên bản Supreme. Đấy thì các bạn bình thường thì bánh Oreo thì nó cũng không có gì là đắt đỏ, không có gì là sang chảnh cả. Thế nhưng mà hôm nay thì đây, bánh Oreo có chữ Supreme. Như các bạn đã biết thì Supreme xuất hiện ở trên bất cứ một cái đồ vật nào ấy thì cái đồ vật đấy giá trị của nó sẽ được nâng lên kiểu rất rất nhiều trăm lần. Thì cái bánh Oreo này bọn mình cũng không biết được, chưa ăn thử như nào, nhưng mà giá của nó thì cũng tương đối là ghê gớm. Nếu anh không biết thì là đầu năm lúc mà bánh này mới ra mắt á thì đã được bán đấu giá lên tới 12 triệu, tương đương 8.000 USD. Nuôi mày mấy năm cho mày tiền ăn hả? Tới 12 triệu tương đương 8.000 USD. 12 triệu tương đương với 8.000 USD. Vâng, một tràng pháo tay dành cho sinh viên đến từ trường đại học quốc tế RMIT. Yeah, 12 triệu nhưng mà bao nhiêu USD chưa biết tính. Đó, nói chung là em không biết là quy đổi ra USD là bao nhiêu, nhưng mà nói chung là tương đương với gần 12 triệu. Còn khi mà nhà đại lý bán lẻ ra thì nó là gần khoảng 8 đô thì là bao nhiêu ấy nhỉ? Gần 200.000. Nhưng đấy chỉ là giá bán ở trên eBay thôi. Khi đã nhập về Việt Nam, khi mà các seller nhập về Việt Nam ấy, nhưng mà không biết là qua quy trình như nào thì em không biết, nhưng mà trên tay em thì nó vẫn đã có giá là 500.000 rồi. 500.000 mà cái gói bánh Oreo Supreme này thì nó sẽ chỉ có 3 miếng bánh thôi. Đúng tức rồi. Là tính vị chi là một miếng bánh nó sẽ rơi vào khoảng tầm 200.000. Một cái bánh đó thì bằng cả giá trị của một cái đĩa này. Một cái gói Oreo Việt Nam có 30 cái, bao nhiêu cái nhỉ? 12 cái bên trong mà chỉ có 16.000 thôi. 16 ở đây có 4 loại thì là 16 x 4 vẫn chưa thể nào bằng được. Một lưu ý là video ngày hôm nay bọn mình thực hiện thì sẽ không mang mục đích là quảng cáo cho Oreo hay gì cả. Bọn mình chỉ có ý là so sánh các loại Oreo với nhau và đặc biệt là chiếc Oreo Supreme này. Rồi để nói qua một chút về cái hãng Supreme này thì nó là một cái hãng đồ trượt ván từ năm 1994 ở Mỹ. Cái thời điểm mà hình như là cái anh gì tên là Tyler Creator, anh ấy bắt đầu kiểu đi đầu cái phong trào Supreme này, thì cho đến nay là Supreme nó họ nổi tiếng với cả những cái màn kiểu collab mà không đâu vào đâu, mà anh em mình cứ nghĩ là nó vớ vẩn nhưng mà thực ra là nó đắt vãi cả. Ví dụ như những cái sản phẩm collab mà nổi tiếng của Supreme các bạn phải biết đến là ví dụ của Supreme XLV chẳng hạn. Đó thì mấy cái túi Louis Vuitton màu đỏ. Xong rồi máy bắn tiền. Xong máy bắn quân Supreme. Quan tài nữa đúng không? Sao quan tài luôn. Đấy xong có gạch Supreme ấy, mấy cục gạch kiểu có những anh mà kiểu giàu đến mức mà mua gạch Supreme về để đóng lên tường nhà mình ấy. Cho 2 bit. Cho nó 2 bit, hay là thậm chí kể cả những cái hãng tạp chí Playboy họ cũng có một cái chìa khóa kiểu Playboy Supreme mà, xong rồi hãng Honda họ cũng làm một con xe cào cào CRF 250 Supreme mà. Nói chung là kiểu những cái màn collab nó có kiểu siêu siêu dị luôn ấy. Đấy chỉ là đồ dùng, đồ để dùng thôi nhá, mà lần này là collab với cả đồ ăn ấy, một loại bánh ngọt. Đồ dùng mình không có tiền mua, cái này thì cũng là anh Huy mua cho, cái này rẻ anh Huy mua được. Hải Triều tài trợ em ạ. Tài trợ của anh em TV. Cái này sản phẩm Vodet này thì mình sẽ để cuối ha. Mình sẽ ăn những cái vị Oreo ở Việt Nam trước. Đúng rồi, phổ thông ở Việt Nam. Thì ở đây chúng mình có mua về 4 loại phổ biến ở Việt Nam, bao gồm là vị original này, vị dâu này, vị sô-cô-la và một tí là vịt quất đúng không? Mình sẽ ăn vịt quất trước ha. Ôi tôi chết, vịt quất lấy mỗi 2 cái, ai đây đừng tặng. Ơi bỏ cảnh này nhá, cảnh này hơi phèn. Cho chúng dùng một cái từ này đi cho nó thẳng luôn. Còn phèn. Này có một cái điều nhá, em thấy nó rất là vớ vẩn và vô lý mà không hiểu sao lúc nào cũng được áp dụng với chiếc bánh Oreo mà không phải bất kỳ bánh nào khác. Đó chính là ra gì không? Đây chỉ là một hình thức quảng cáo của Oreo, kiểu như là so với các loại bánh quy thông thường ý thì đây cũng giống tất cả các loại khác. Nhưng mà khi mà họ thêm cái slogan là xoay bánh nếm kem chấm sữa rồi ăn thử như là một cái cách ăn khác của Oreo thì đột nhiên là ai ăn cái bánh này cũng ăn như thế.
hoạt động hoạt thế đâu, người ta hoạt động tốt đúng không? Mà rõ ràng chính là cái đã tốt. Nếu như mà với cái bánh Oreo mà các bạn chấm sữa mà có những cái vị như kiểu Việt quất như này chấm vào sữa thì nó hơi không anh ạ, nó vẫn thế. Nó cũng không có khác gì đâu. Nó không khác gì đâu. Nó không khác gì đâu. Dạ. Ăn cũng vẫn ngon. Anh thấy cái mùi Việt quất này có vẻ không ngon lắm. Cái không em lại thích nhất là vị Việt quất, thích hơn cả vị original luôn ấy. Kiểu lúc mà Việt quất ra này ăn cảm giác mát 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 mồm. Mình không ăn đồ ngọt. Nhưng mà Huyền thì nó không thích ăn đồ ngọt các bạn. Huyền thì thích tiền. Cái gì mà chẳng thích tiền. Tiền mà ngọt là chị Huyền sẽ ăn. Trước mình mua đồ của A-Shot thì phải của anh ấy, thì được tặng một cái bánh Oreo ở bên đấy, nó mỏng lắm. Cái vỏ của nó mỏng ơi là mỏng mà ăn nó giòn tan ấy. Nói chung là nó ngon lắm. Ừ. Thực ra là Oreo Việt Nam thì chỉ có 4 vị này thôi, chứ em thấy là những cái đồ nhập bên nước ngoài về như là ở Nhật, ở Trung Quốc hay là ở Thái ấy, Oreo còn rất là nhiều vị rất là hay ho. Ừ. Như kiểu vị caramel này, vị bánh vị chanh này, vị bánh sinh nhật này. Nhưng mà Oreo này thêm bạc hà, em thấy nó mát mát. Ừ đúng rồi, ăn nó mát mát đúng không? Ngon hay không thích chua. Anh vậy thích. Anh thích ăn kiểu bình thường thôi. Thôi tiếp đi, đổi. Đến sô cô la. Nhắc đến từ sô cô la em chỉ nhắc đến mỗi Hải Triều sô cô la. NESTLE Nestle. Yến ăn sô cô la, Hạnh ăn sô cô la, Triều ăn sô cô la, kem Nama sô cô la. Này, nếu như mà cái vỏ này nó nhạt hơn ý, thì em nghĩ ăn nó sẽ hợp hơn ý. Tại vì cái vỏ này ngọt quá xong rồi nhân nó cũng ngọt ơi là ngọt. Ngay nhiều lúc anh ăn Oreo anh xoay bánh bỏ kem xong không chấm sữa. Ừ, ăn. Em nghĩ thế. Tại sao anh khác em thế nhở? Mình cứ bị ngược nhau anh Đức ạ. Ừ. Ủi, là chắc là do em dễ tính. Chỉ có một món mình không thích ăn rồi, món cá của anh Đức. Mà anh bảo là đứa nào ăn được 3 cái bánh mì sữa tác được 10 triệu kìa. Kiếm tiền về cho gia đình kia. Sau khi ăn xong 2 cái thì mình đang có dấu hiệu của sự say đường. Hơi ngon. 12 cái mà đã say được. Hơi ngon. Thôi rồi, ăn nốt đi, anh hào hức ăn đến cái Supreme lắm rồi. Nhanh. Sử dụng bia gần 2 năm nay. Sau những ngày đầu hưng phấn, cậu rơi vào trầm cảm, lười vận động. Cái thứ tiếp theo là vị original. Thì cái vị này thực ra là dễ ăn. Mọi người sẽ ăn nhiều nhất, đúng. Sẽ ăn nhất. Thực ra cái vị sô cô la ban nãy ăn thì cũng không tệ. Ê, mình ăn thử thách ăn trong vòng 5 giây á. Ai lấy nhất? Thôi. 5 giây hết một cái bánh á? Cuối đi. Cái vị cuối đi. Lấy cái vị cuối đi. Bây giờ. Chưa ăn từ hết, chưa hết. Chưa cho vị cuối. Eo em ghét vị dâu lắm hết luôn đi. Cuối cùng là vị dâu nhá. Sao mọi người xem? Thôi thề tất cả những cái gì liên quan đến vị dâu là em ghét. Vì nó ngọt đúng không? Nói chung là tao ghét dâu. Đúng. Ai nuốt trước? Ai nuốt trước? Ai nuốt trước? Ok. Bà Hà được ạ. Xong mày nghẹn đúng không? Xong. Mày nuốt chửng đúng không? Ôi là nuốt chửng. Ờ bứ ạ, mang rồi. Không nói được quá, bao cái mồm bứ được quá. Em bị nghẹn, em nuốt luôn. Thứ hai là anh luyện skill để cho bài sau anh còn ăn bánh start. Ấn thêm môi vậy ạ? Trên môi em còn hương bất kỳ ai. Cho anh vài giây qua môi em đến ngày mai. Mày có mắt đưa em còn là thấy bồ. Bốn loại bánh phổ thông ở Việt Nam ngày hôm nay khi bọn mình thấy nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Em thấy vẫn ngon. Nó vẫn không ngon như mình thấy. Còn em ấy vẫn thích ngon, em thích mỗi vị Việt quất với original. Ngon và ngon nha. Thưa anh thì không thích vị dâu đâu, chứ còn các vị kia ăn ở Việt quất nữa. Còn chúng ta sẽ đến với ngôi sao của ngày hôm nay. Bread của ngày hôm nay. Ta-da. Cái bánh này nếu mọi người thắc mắc thì nó không phải là vị dâu, nó là cái vị red velvet đúng không em? Ôi trời ơi, sao tôi nhìn nó giống giống trâu tìm tìm vậy? Vỏ này trông chẳng có kiểu đẳng cấp của một chiếc bánh đắt tiền gì cả. Em ơi, tiền hàng thế này thì Hải Triều nó mới cho mình không. Vẫn cái vỏ vẫn là màu đỏ đặc trưng của Supreme này. Đây có chữ Supreme và Oreo ở đây. Đằng sau thì cũng không có gì đặc biệt, đều là các thông số về thành phần bánh thôi. Cái là 3 cookie, nghĩa là bên trong có 3 cái. Về vỏ của cái này thì nhân kem bình thường. Nhân kem bình thường. Thôi. Nhầm. Trời ơi. Hóa ra là nó lừa mình. Trời ơi em út. Như là tình hình. Anh hẳn ra đi. Tình hình là hơi có tai nạn rồi. Vỡ à? Ồ. Oh no. Cũng có Hải Triều nhá. Vỡ một cái rồi.
Oh no. Thôi đâu không sao thì anh mượn cái vỏ phát đi xem nó sản xuất đâu. Eo ơi, mọi người nhìn này. Eo ơi, cho mọi người xem. Oreo Supreme. Supreme. Thì đúng như kiểu là mấy cái món đồ mà kiểu collab mà Supreme với các hãng ấy thì nó sẽ có một bên là hãng đấy và một bên là Supreme, thì cái bánh thưa cái vỏ này thì nó chỉ khác với những cái vỏ bình thường mà nó màu đỏ thôi. Em thì cái bánh này nó cứ không nghe ngắn làm sao ấy. Do vận chuyển. Do vận chuyển đã bị xô lệch khá là nhiều. Bánh này là phải nhập từ Mỹ về. Bánh nhập từ Mỹ về cho nên là trên cái quá trình vận chuyển thì cũng sẽ không tránh được cái việc là nó va đập và vỡ đúng không? Theo như rất nhiều anh em ở trong phòng đang nói là cái bánh này nhìn nó rất là trợ. Nó không được nghe ngắn. Đây anh nhìn cái phần kem này thì ai mà chạm vào được. Đây bây giờ anh phải remind lại cho các em, anh phải nhắc nhở cho các em. Một cái bánh 200.000 đấy. 200.000 đấy. À mà em được biết là khi em đọc một bài báo về cái bánh này ấy, thì người ta bảo là giá cao như thế là thứ nhất là do giá thương hiệu là một. Đúng rồi. Thứ hai nữa là khi Supreme kết hợp với Oreo như này là họ phải có một cái máy gọi là máy sản xuất để in cái chữ Supreme riêng lên cái bánh này. Ừ. Đấy, thế là đắt ở hai thứ ra đây. Ừ. Ôi trời ơi, 100.000. 200.000 vừa rơi xuống bạn ạ. Lại vá lại. Không chắc chắn nhận đúng không anh? Tôi lên. Nói về chất lượng thì phần lớn thì mình đảm bảo là phần lớn với các bạn là giá thương hiệu nó sẽ ở trong này. Một chiếc bánh Supreme các bạn mua về chắc chắn là đẳng cấp, bánh này bình thường ngoài hàng mình bán là 200.000 đồng. Tuy nhiên ngày hôm nay tôi không bán, tôi tặng. Anh em đang cầm điện thoại, nếu mà vỗ tay thì điện thoại sẽ rơi vào mồm đúng không ạ? Thì thôi anh em thả cho trùng cái tim đúng không ạ? Một duy nhất, anh em chuẩn bị này. Supreme cách số điện thoại. Supreme cách số điện thoại. Chốt đơn. Phải nói thật là cái màu của bánh này thì rất là đẹp, màu đỏ tươi, đỏ gọi là đỏ gì, đỏ hồng à? Đỏ tươi. Mọi người có biết cái son mát là bọn nó có màu ruby thu. Ở đây cái màu đấy. Cái nói thật là cái màu này nếu mà mình mua bánh thông thường thì mình sẽ nghĩ là nó cho phẩm. Trong khi đó sự thật thì không phải là nó cho phẩm mà nó cho phẩm. Thôi ăn đi. Ăn đi. Tỏ màu. Thôi đây thế thì nhường chúng mày ăn cái lành lặn, anh ăn cái khuyết tật. Nói chung là bên trong thì nhân bên trong nó cũng đẹp cơ, bên trong nó dập dìu đấy. Bên trong thì nó có một cái họa tiết rích rắc. Đúng không? Đó. Bánh thường đây. Mọi người thấy đây. Mọi người thông cảm nhé, tại vì bọn mình mua cái bánh 600.000 ý, 500.000 ý, bọn mình cũng phải tìm hiểu kỹ đúng không? So sánh kỹ chứ để xem nó có gì khác bọt, nó đắt như thế. Anh sẽ ăn thử bởi vì bánh anh nó vỡ sẵn rồi, nên là anh sẽ ăn thử cái vỏ anh trước. Ơi, anh ơi, chia nhẹ không gãy bánh. Chia. Vỏ khác ấy, cái vị vỏ nó rất là khác ấy. Giòn lắm. Giòn. Cái vị vỏ của cái chiếc bánh Oreo Supreme nó có vị khác hoàn toàn so với những cái bánh mà chúng ta hay mua được ở Việt Nam. Có phải là Oreo ở Mỹ vị nó như thế này không? Hay là chỉ có Oreo Supreme nó như thế này thôi? Vỏ này giòn hơn hẳn. Em chắc thấy không? Em ăn cái này nó cũng như này nhưng mà nó mỏng hơn, nó giòn hơn ấy. Em thấy nó ngọt hẳn, nó ngọt như kiểu cái bánh Oreo vị dâu lúc nãy vậy. Lúc mới cắn ấy thì thấy cái vị giòn nó át đi cái vị ngọt, nhưng mà càng cái sự càng giòn, nhai thì nó sự giòn át đi vị ngọt. Nhưng mà cái vỏ ăn nó giống cái bánh gạo ấy. Sao giống ấy? Vị nó giống cái bánh gạo ấy. Không. Vị thì ăn cả đi. Mỹ giờ gạo. Giòn thật, giòn hơn hẳn cái bánh giòn thường. Ấy, anh có cảm giác là có một sự ngậy 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 vị sữa giấy lên không? Bột. Tức là cái độ sộc của nó kiểu ăn nó bắt đầu sộc luôn. Thơm vị sữa. Khá thơm, không gây ngấy. Mặc dù em không thích cái bánh này nhưng em thề là phải ăn hết cái chữ Supreme này. Thực ra thì cái câu chuyện là ăn nó có đúng với cả cái mức giá là đây mình nói là một cái bánh 200.000 một cái bánh nhá. Thì có xứng đáng không? Thì các bạn phải biết là một cái bánh quy mà 200.000 thì chả có cái bánh quy mà xứng đáng 200.000 cả. Nhưng mà đó là câu chuyện thương hiệu, giống như kiểu là bạn đặt chữ Y ở trước bất cứ một cái vật gì đấy thì nó cũng sẽ có giá tiền cao hơn rất là nhiều so với cả cái giá trị sử dụng mà nó mang lại. Thì đó là giá trị thương tiền. Mày bỏ 30 triệu mày mua iPhone, mày dùng được cái gì? Đúng không? Đó, giá trị thương hiệu thôi. Thì thôi nói chung là ăn này thì nói là chứng tỏ là thượng đẳng. Thì cái video ngày hôm nay thì cũng để coi như là một dấu mốc, đánh dấu được cái sự thượng đẳng, sự tiến hóa về tầng cấp, giai cấp của Timothée. Ok, nói thế. Em khoan đi mà. Đúng, phải nói thế chứ làm sao em. Bây giờ mình suốt ngày ăn đồ Trung Quốc, mọi người kiểu nhìn mình với ánh mắt kìa.
Ê, trong này nó cứ quyến rũ làm sao em thấy thế? Sự quyến rũ là sao chị? Chị thấy cứ đỏ với đen cho mình cứ kiểu. Người ơi ta đâu còn chứ, xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen. Nói chung là với cái giá tiền cho bánh, một cái bánh quy như này thì không, nói chung là với những người tiêu dùng bình thường thì không xứng đáng cho lắm. Còn nếu bạn nào mà là fan Supreme hoặc là muốn thử một trải nghiệm mới về nhãn hàng này hoặc là về cái loại bánh mới này thì có thể mua thử thôi. Còn để tiêu dùng hàng ngày thì mình nghĩ là không. Không, chắc là mọi người mua cái bánh này vì tò mò nó, không vì tò mò nó chị. Chứ còn chắc là chẳng ai vì thích ăn. Đúng kiểu đi biếu sếp là phải biếu quà đắt tiền ấy. Xong rồi mang Supreme Oreo sang biếu sếp, sếp đuổi bố về nhà tặng cái gói bánh ba cái. Nói chung là khá là nhiều người hâm mộ Supreme ấy. Em nghe được là có cả những người mua rất là nhiều thùng hàng bánh Supreme về. Và nói chung là đến lúc mà, đến mức mà bánh nó bị hỏng đi ấy. Bởi vì người ta không nỡ ăn, người ta chỉ để đấy thôi ấy. Vì đấy là sưu tầm á. Thôi ý kiến cá nhân của mình thôi là mình thấy nó không ngon. Đó là ý kiến cá nhân của chúng mình. Không tuệ. Thực ra là em thấy không tệ nhưng mà xứng đáng hay không thì không. Đó. Rồi đấy là một vài ý kiến của mình về chiếc Oreo Supreme với giá là 500.000 đồng với giá bọn mình mua. Rồi các bạn nghĩ sao về chiếc bánh này? Các bạn hãy comment bên dưới cho bọn mình biết nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của team UT. Bye bye! Ê, từ đây là team UT thượng đẳng nha các bạn. Thượng đẳng, bây giờ phải xu thế xã hội là phải thượng đẳng hóa bản thân đấy các bạn, hiểu không? Rồi, bye bye! Ok, bye bye!